Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng có chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là lốc điều hòa của Toyota Innova G, sản phẩm của Denso Indonesia. Nhìn sơ qua, cái đặc điểm nổi bật nhất, dễ nhận biết của dòng lốc này đấy là bully bản 7DK. Thân lốc là 4 chân xuyên, mã trên lốc là 15B-W001. Đây. Cái dòng lốc này nó chỉ khác mỗi công suất so với cái lốc Camry là 17, còn con này nó là 15. Đây. Đây là dòng lốc Denso nhưng mà bích bắt liền thân. Theo cái cách gọi thông thường của chúng em. Đây, bích liền thân. Đây là bích nó bắt luôn vào thân chứ nó không rời ra, nó không được. Đây. Bốn chân xuyên của nó. Đây là bộ đầu xịn. Lốc xịn, bộ đầu xịn luôn. Đây, Denso Indonesia. Đây. Phía đuôi lốc đây. Đây là cái ốc để xả bỏ dầu này. Đây. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái sản phẩm đó chính là cái lốc điều hòa của Toyota Innova G, sản phẩm của Denso Indonesia. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.